Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính thưa tất cả quý nam nữ Phật tử, thì hôm nay ngày rằm tháng giêng năm Nhâm Dần 2022, thì đối với ngày rằm tháng giêng theo quan niệm dân gian là ngày cũng là ngày gọi là ngày Tết Nguyên Tiêu. Thì mỗi năm thì có ba cái ngày rằm quan trọng, đó là rằm tháng giêng hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu, hay là để thượng nguyên hay gọi là để thượng quân. Và cái rằm thứ hai đó là rằm tháng bảy, là hay còn gọi là Tết Trung Nguyên. Và một cái rằm nữa là rằm tháng 10. Thì mỗi năm có ba ngày rằm. Theo quan niệm nhân gian thì ngày rằm tháng giêng là ngày rằm quan trọng nhất, vào ngày tháng tròn và tháng đầu tiên của mùa xuân. Thì thường là bà con cô bác xa xưa vào ngày này họ đến chùa để Phật cầu những cái sự may mắn trong năm mới và tìm lại cho đến ngày hôm nay. Và nhân cái dịp này, cái lễ hội truyền thống này, thì chư tổ cũng nương theo để khuyến hóa các Phật tử hướng về ba ngôi Tam Bảo, dâng hương hoa, phẩm vật, cúng dường, tụng kinh niệm Phật, tạo công đức lành nhân cái ngày lễ Tết Nguyên Tiêu này. Thì hôm nay chùa Thiên Long của chúng ta cũng nương theo lời Phật, lời tổ, phương tiện chúng ta tổ chức đại tràng diệt sư. Thì có hôm nay những Phật tử trở về tham dự chúng ta, trước là dâng hương hoa phẩm vật lên cúng dường Tam Bảo, cúng dường cho chư hiền thánh tăng và tất cả các vị, và đồng thời chúng ta phát tâm tụng kinh Dược Sư, niệm Phật Dược Sư, trì chú Dược Sư tại nơi đàn tràng Dược Sư, để cái tâm nguyện dâng lên mười phương Tam Bảo chứng minh gia hộ cho
Quê ái thi ái đồ ma một ma niệm ma giúp ma.
Nhân tâm đảnh đề
Ta ba ta ma ta ba ba 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 ma
Chưa dễ gặp ở đây được thấy nghe
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thứ chiến mai một vị thiếu tướng tăng về quỷ chết quá.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.
Thank you.
Nguyện
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hello.